对。
Oh.
Hãy
Hãy
Thank you.
Thank you.
Chạy
Thank you.
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 Mời khách luôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
xe nó bị chậm đi. Ngon này à, dài thấy mà ngon quá, một cái chỗ này chưa tâm đi qua đây là mất nước rồi. Sao? Đi đây ra đây làm gì? Xuống đây ra đây phải lo đó. Làm gì đâu? Mới cầm vào mới đứng vào bây giờ. Yếu thế đầu như thế mà. Không mà đi mất một cái nước cà này. Chỉ sinh 16 qua đây liền, qua đây liền. Qua liền. Qua đây thôi, hai tốt đầu luôn. Không có em nghĩ ủi xuống bánh liền luôn. Nên sẽ đi qua ra. Qua đến hai ba. Xíu mà đi tới thua rồi. Đánh gì đâu, coi ở ngoài áp lực ghê. Áp lực gì? 5 triệu thôi chứ. Muốn lực gì? Hồi hộp quá. Đợi gì cái hàng gì ạ? Hàng 3. Ông Ninh Dê là hàng gì? Rồi xíu đi tìm nó thua. Nhưng mà thua để lấy đấu mẹ đông luôn. Bộ ngoài coi đứng đứng tìm. Cái đánh cái chỗ này thấy đi sai chỗ nào quá. Sai chỗ nào. Không, anh Ba Tượng Biên thấy lỏng. Ờ, nhưng mà không Ba Tượng Biên thấy là... Không, hình như em vô cuộc lép rồi. Vô cuộc lép rồi. Vô phi đao của thầy Tâm. Là xe đúng là xe đang để ấy để làm gì vậy? Đi này lép tới đây em nghĩ là lép. Vô phá đi đây đi đây đi đây. Tính đi nước này này mà anh đây, anh đây muốn mình đi đây. Kia bên này đi về. Đi đây kia mình đi đây. Lép chứ. Cái chỗ này thấy ghê. Kỳ ghê quá. Này thấy lép không? Kỳ kỳ. Thấy này ghê quá, thấy cuốn cái này thầy Tâm mẹ lắm, thầy Tâm phải chạy mã rồi. Sao Tâm bay nước này đi bay chứ là anh gì, thôi xong mình chạy xe ra đây. Không, em muốn nhấp cho xe. Thấy nó cũng dồn pháo đây, ra đây nữa thì mất nước. Xe đứng hạ cứng quá mà cũng dụ xuống đây. Ưu quá, mất chút đầu là thấy hết ăn rồi. Anh Nghĩa thắng luôn cũng còn ngon lắm mà tại mình không chút đầu. Anh Quân luôn. Nếu mà mình cái này thắng người ta bị méo á, mình thành tới mình dễ ăn lắm á, mà sao quýnh vòng vòng như cái bàn cờ là yêu. Yêu bây giờ thôi mình ăn. Không mà anh nhét bài cái con tượng nhét nó ngồi đồng rồi nó lép rồi đó. À để bài con tượng à đúng rồi, bài sai nữa chứ mà không bay tượng thì chỗ nào thấy khó đi quá. Anh tượng quên trên đây là thấy biết rồi, thấy cái chỗ đó rồi nên là cái đây anh alo là không lên đây khó đi khó đi. Trước ông nào cũng chơi. Hồi nãy tôi đi đây á. Đi đây mới thấy cao. Thấy xe này kỳ quá, nó chấn con ngựa mình hoài rồi. Đi đây mới cao chứ chút đầu đi. Không mà mình tắt quay băng xe. Đây thôi, anh cũng phải về rồi chứ. Thì về chứ, mà mình qua xe đây, này, cái này nó giữ cái này rồi, nó hay hơn. Nhưng mà mình đi giữ hồi nãy, mình chuyển xe qua luôn. Tại vì từ từ cái mình ngã ngựa này về, mình qua cái này nữa, sao mà đỡ được. Đúng rồi, mình cầm cái chỗ này nữa, không có thể đường dài. Sau cái hai chốt qua cặp rồi là mệt lắm. Nôn quá đúng không? Đúng rồi, mình cũng muốn mày với mã cho nhanh. Ông bay đây ông chả bay đâu được. Trùng xe sang bên kia. Trùng xe qua đây lên sang. Đấu luôn đi. Đâu vậy? Đâu. Thật lắm. Có giờ mà tới xong chứ. Tới xanh đi mà. Đâu đâu, chứ. Tới thì bên đây qua đây nè. Là từ từ đánh nó mới nó còn lấy sĩ luôn. Không không, mình lên chút biên à. Lên chút biên á. Lên chút biên nó giữ mã cho không, mã không được. Từ đưa mã ở đây là qua chốt. Nhiều nước đánh lắm. Sĩ cái đây có bắt bồng. Mình lên sĩ trước đi. Nó dí con này đi chạy đi đó cũng được thì định đi mà đây để dành được cái đại pháo đầu để dành chứ cái đó là nói chung là lẹn này không chết chút đầu từ từ mới đánh được để mất chút đầu hết được nãy mình mai lũi chốt xuống quá ông ham đánh người võ đúng không nhiều người là biết rồi vô ông nó chạy qua ông dí vào đây này tôi biết rồi cũng bị chắc bị dụ rồi nhưng mà cái hình này mình cứ chậm xe vĩnh lún xuống sao đỡ đúng không? Mấy vị mà cái nước xe ở đây mình mất đi nước cờ. Tâm ngon quá. Ngon, bây giờ về đây nhất cũng mệt. Đi kiểu đi mắm ruốc đi hôm qua đây cũng mệt nữa. Ôi chơi rồi. Đúng rồi, mà đi kêu mắm ruốc. Trong giữa chứ nãy chưa. Đi đi anh. Xuống đi. Điểm đầu lao đây tụi em thua. Nào cô đây ngủ. Thì ăn nói cái tên. Cái giấy đây cho chấn này phải không? Nào, cứ đứng xe tới vậy đó đây. Có gì nè, chỗ đó là đang chốt mà mình bắt chốt. Khó luôn. Xả lại thì ngon rồi, cái. À,
khó chứ. Trời sao mà dễ được. Sợ thì mình bỏ khó. Dạ. Bắt đầu lỏng chỏng rồi. Bây giờ mình thoát lên bắt đầu nữa. Giờ suy nghĩ kẹp sao nhất, kẹp sao nhất. Đụ đi, cứ đụ. Qua đây là đụ hết. Đúng rồi. Nó đi đâu đâu, xong bạn không tới thì. Xong bạn mới tới. Bây giờ mới tới đúng luôn rồi. Tảng ở bên kia bị bảy bên kia chọn chốt xuống. Chết rồi. Ủa cái này nguy hiểm không? Nguy hiểm lắm. Lấy con ngựa thì cũng được. Con má chân xí là cứng như con ngựa luôn. Hay 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 chỗ. Thế đúng không? Từ từ kỹ hơi nữa. Nó dùng cái nhảy đầy hay không lẻo. Chạy qua đây à? Mình đi. Nó có cái này. Đi con xe. Dùng mắt nước cao này cũng ghê. Mắt nước này là một, nước thứ hai không lên má đây cũng không không lực cao không lên đây nè. Cứng rồi nó. Hồi nãy muốn dụ xe xuống á, cho nó lỏng cái này đi. Hai nước rồi mình mới bay nữa. Non chút xíu. Mình tính bay tới không bay luôn. Quắt xe rồi. Đâu cho đứng cái thế xe đôi. Xuống đầu chạy ra cái con phố còn dữ. Chạy cái con xuống để cho bắt đầu này mới nguy hiểm. Con này có con dữ cùng lắm thì chết xe ăn rồi. Cũng tự chết xe luôn đây. Tức cao này đậu xe à nhảy lên. Ờ ý sổ xuống. Ý đất là vậy không? Ý đất là vậy. Chiếu cái này. Chiếu. Sao nó muốn truyền lên dưới này? Chiếu xuống đây. Chiếu đây là phột đi luôn nhé. Cho phột đi, phột chiếu đó là bắt xe. Áp lực rồi. Thế quá nha. Mà giờ thục cái này qua sao? Hai tháng rồi mà bắt xe. Để chết ở dưới đầu là mấy hết ăn rồi. Xe dưới đầu người ta còn phải ở trong đóng cái cát tìm, ở ngoài đóng thép tìm. Quê phải rồi. Thôi, không mà cái khúc thì cái khúc trăng là hẹn gì không tấm tìm. Mặt hết. Mình bị nước ống có qua pháo hay quá. Giờ mãi không ăn pháo thì cũng không được, mãi ăn pháo thì cũng không ăn pháo cũng được.